Sau đây là màn câu cá tại công ty của anh em chúng tôi. Giải trí sau những giờ làm việc stress. Thịt mồi là thịt heo greenfit nha mọi người. Thịt heo greenfit câu ăn rất là nhắm. Đây, ở đây là tôi. Không. Dính. Một con ha. Quá đã. Cái cần này là chỉ cá mập không gãy. Vô, anh sửa mồi. Làm sao bắt được con mẹ? Này. Cá này là cá mẹ này, cái con này, cá này cá mẹ nè. Con có chừng nó hở lưỡi rồi. Hở lưỡi á. Không ai móc thêm thịt chứ. Cái này là cá mẹ. Sống chúng ta. Móc lại mồi đi. Em móc rồi. Đấy là thêm không? Có thịt heo kìa. Ủa kìa. Các con sao như cá mẹ này là miệng nó to nuốt liền. Cái này là dính nè. Rắc à? Một con. Cái này là chiên sầu, làm luôn xong mà sẽ chiên sầu. Hai vị nhiều quá. Để tính xem là câu sẽ được bao nhiêu con. Chưa gì được 4 con. Sợ là hở lưỡi à. Hở lưỡi à. Mới giờ 5 con rồi anh. Trời ơi.